3 lý do khiến bạn xin visa Trung Quốc không thành công. Hi, xin chào các bạn, mình là Dung đến từ Tân Vân Anh Travel. Chụp visa Trung Quốc là điều ít ai mong muốn, tuy nhiên đôi khi chúng ta phải vấp phải. Ngoài những lý do đến từ hồ sơ như là thiếu giấy tờ, nguồn tài chính không đủ mạnh, công việc không ổn định hay là kế hoạch đi du lịch không chi tiết, thì 3 lý do sau đây mà ít ai để ý đến. Thứ nhất, đó là tên của bạn nằm trong danh sách blacklist. Trong trường hợp này thì nhân viên lãnh sự sẽ xem xét và từ chối hồ sơ của bạn. Thứ hai, đó là đối với việc xin visa Trung Quốc diện công tác thì ngày tháng và địa chỉ trên đơn cử đi công tác và thư mời không trùng khớp với nhau. Khi này thì hồ sơ của bạn cũng sẽ bị từ chối ngay lập tức. Do đó có một lời khuyên dành cho các bạn, đó là khi các bạn điền đơn thì nên điền bằng tiếng Trung thay vì tiếng Anh, và họ và tên thì điền bằng tiếng Việt không dấu. Có một lưu ý là nhân viên lãnh sự quán có thể sẽ gọi điện trực tiếp cho công ty gửi thư mời về bên Trung Quốc để check xem cái thư mời của bạn là thật hay giả. Trong trường hợp bạn làm giả thư mời cũng sẽ bị từ chối ngay lập tức nhé. Thứ ba, đó là việc xét duyệt hồ sơ xin visa Trung Quốc ở đầu thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó khăn hơn nhiều so với đầu Hà Nội. Ở trong Nam này sẽ bị yêu cầu nhiều giấy tờ và hồ sơ hơn. Cũng có thêm một lưu ý nữa là đối với các bạn xin visa Trung Quốc diện du lịch tự túc, mà đối với nữ đi du lịch một mình thì tỷ lệ bị từ chối cũng rất là cao. Bạn còn thắc mắc nào về visa Trung Quốc nữa không? Hãy bình luận bên dưới để mình giải đáp chi tiết cho nhé.